Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của DC ngày hôm nay. Thì hôm nay DC sẽ quay trở lại để review mọi người một cái bình chia xi. Thì cái bình chia xi này nó có tác dụng gì để khi anh em sử dụng trong công việc và làm chăm sóc xe. Cái bình này thì nó vừa dùng để anh em chia xi, để anh em đánh bóng. Thứ hai, anh em có thể dùng để cho những cái sản phẩm dưỡng chuyên dụng vào trực tiếp cái bình này. Và anh em có thể sử dụng những cái công việc với anh em có thể cho những cái tẩy ố mũ kính vào đây, hoặc là những cái dung dịch để anh em tẩy ố chrome, tẩy bụi sơn, hoặc là tẩy băng keo nhựa đường, tẩy đốm nước trên bề mặt sơn, mọi người đều có thể cho bình này được. Thì cái tác dụng của bình này là gì? Cái đầu tiên là mọi người thì nhìn thấy cái vòi của nó đây, là cái vòi đây, nó sẽ dùng để nó chia cái dung dịch ra, để mọi người làm, chia dung dịch ra này. Thì khi mọi người có thể sử dụng những cái đồ mà cái sản phẩm mà như dưỡng này, hoặc tẩy ố các chi tiết, mọi người dùng cái bình xịt thì nó sẽ rất là bắn linh tinh và nó sẽ không có tiết kiệm được cho anh em. Thì cái bình này nó rất hay một cái là mình chia ra dung dịch nó đúng cái tầm của mình muốn cho ra tầm bao nhiêu. Thì cái bình nó thiết kế thành hai bộ phận khác nhau. Một là cái bình ở bên dưới, bình này là bình 30 ml. Cái đầu này thì được thiết kế trực tiếp có thể rút ra rút vào. Thì mọi người có thể cho ra những dịch như này để mọi người có thể dùng để mọi người dưỡng lên trên các cái nội thất của mọi người, rất là ok. Đấy, mọi người thấy nhìn thấy này, chia ra nó rất là đều, nó không bị tốn dung dịch. Nhất là mọi người dùng những sản phẩm dưỡng trong nội thất như này, mọi người cho vào bình xịt thông thường này, mọi người xịt thì nó lại không đúng cái công việc, thế là nó sẽ bắn linh tinh, bắn vào trong nội thất nó rất là bất tiện. Đó, thì mọi người thấy cái bình này của mình có ok không? Nếu mọi người muốn mua sản phẩm nha, mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số này trên clip nhé, hoặc có thể mua trực tiếp trên những kênh thương mại điện tử để mọi người có thể mua được cái sản phẩm của bên mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại anh em clip sau.